Phụ nữ và trẻ em gái có thể tự bảo vệ bản thân bằng cách gọi cứu trợ khẩn cấp khi gặp quấy rối. Đây là một ứng dụng trên điện thoại thông minh có tên là SCT Action S, với tính năng độc đáo là đánh giá và cảnh báo về mức độ an toàn tại các địa điểm công cộng trong thành phố cho phụ nữ và trẻ em. Ứng dụng này đã chính thức được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Tổ chức Action S Việt Nam công bố vào tối qua 27 tháng 6 tại Hà Nội. Ứng dụng SCT có nhiều chức năng hữu ích như tìm đường, báo động an toàn, gọi điện thông báo hỗ trợ khẩn cấp, đánh giá chất lượng dịch vụ và báo cáo tình trạng quấy rối. Đây là ứng dụng đầu tiên chạy trên điện thoại thông minh dành cho tất cả người dân, tạo ra một không gian mạng xã hội để đánh giá chất lượng các dịch vụ công và cảnh báo tình trạng an toàn tại các địa điểm công cộng trong thành phố. Cái phần mềm này nó sẽ rất có giá trị để chúng ta có thể tích vào đánh dấu những khu vực nào nó đảm bảo an toàn, và trên cơ sở đó để giúp cho các đối tượng, nhất là phụ nữ và trẻ em gái, có thể tìm được những cái khu vực an toàn nhất của mình trong cái vấn đề di chuyển hay là vấn đề thực hiện các cái hoạt động của mình. Không chỉ giúp cho người dùng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, có thể tự bảo vệ bản thân bằng cách gọi cứu trợ khẩn cấp khi gặp quấy rối, mà quan trọng hơn, những dữ liệu này mang ý nghĩa tạo cơ sở cho các khuyến nghị chính sách giúp nâng cao và cải thiện chất lượng dịch vụ công. Cái phần mềm này cũng nối người dùng với lại các cái số điện thoại khẩn cấp, ví dụ như là cứu hỏa này, rồi là cảnh sát này, rồi là bảo vệ trẻ em này và cấp cứu. Ứng dụng này cũng cho phép là một người có thể có liên hệ trực tiếp với nhiều người trong nhóm nếu như người ta tạo ra nhóm trong khi mà áp dụng phần mềm một cách tự động và không mất tiền. Theo nghiên cứu của Action S Việt Nam, 87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối tình dục và 63,4% phụ nữ và trẻ em gái cảm thấy lo lắng về những mối nguy hiểm tiềm ẩn tại những nơi công cộng, đặc biệt là xe buýt, bến xe hay là nhà vệ sinh công cộng. Ứng dụng thông minh này sẽ góp phần giảm thiểu những nguy cơ đối với phụ nữ và trẻ em. Phần mềm này có thể được tải miễn phí từ App Store, CF Play và Windows Store với từ khóa SCT Action S.